chuyện này thường nói trên đầu ba tấc đều có thần linh. Chuyện này lúc nào cũng nói chuyện với cha là Thượng Đế và Hội đồng Chư Phật mỗi ngày và tất cả các vị mỗi ngày. Cho nên chuyện này không bao giờ gọi là quan tưởng hay là nói chuyện không khó. Chuyện này là người của Phật Thích Ca đã giao lại thời mạt pháp, con phải đầu thai mang thân người tên là Ngô Tuấn Kiệt để mà cứu dân độ thế. Đó là sứ mệnh. Người Đức Thầy cũng nói, chớ nóng nảy sân si hư việc, phải đợi thời vua Kiệt hồi quy. Thầy cũng là tên Kiệt trước khi Kiệt ra đời. Lúc mà ba miền Nam Bắc chiến tranh 65, miền Bắc, miền Nam, miền Trung bom đạn, dân chết không biết sống ngủ đêm nay sáng còn sống không. Thầy cả một quốc gia thời đó 60 triệu người, ngày nào cũng chắp tay khấn, trời ơi cứu con, trời ơi cứu con, trời ơi cứu con. Thì lúc đó cha của ta, tức là Thượng Đế, sai Thái tử Thiên Hoàng xuống. Thì ngày đó ta hạ sanh vào miền Nam nước Việt. Thì ông Trạng Trình ổng đã nói trước, bảo gian thiên tử sức, nếu mà tất cả các người không có khấn cha ta thì hôm nay ta không có ngồi đây. Và ta cũng là Minh Dương khóc để mà năn nỉ cho cha đừng có vũ sổ qua địa cầu này. Ta nói thật, hôm nay chuyện không còn gì để giấu nữa. Không có phải là ngã mạng tự xưng mà phải nói thật.